Chào các bạn, hôm nay là mùng 7 Tết rồi, trong tủ lạnh còn cái gì thì mình đem ra mình ăn cái nấy nha các bạn. Đây có thể là cái món cuối cùng của những cái nồi thịt kho tàu ngày Tết. Mình còn đọng lại một cái vị khách mà rất là khó, ăn uống rất là khó tính. Hôm nay mẹ còn lại một miếng chả cá thu Nha Trang và một trái thơm lấy từ Bàn Thờ xuống. Rồi mẹ sẽ kết hợp lại và làm cho con một món chả cá thu kho thơm. Chưa ăn mà mình cũng cảm giác ngon, nhưng cái cách mình làm thì không biết có phù hợp với các bạn hay không. Vừa ngon lại vừa lành mình mới chịu, còn ngon mà không lành là mình không 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 làm các bạn, tại vì nhà mình ăn uống cũng khó khăn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm nha. Thành phần nguyên liệu gồm có nửa trái thơm nè các bạn, thơm này nó rất là ngon, một miếng chả cá thác lát, một muỗng đường, 3 g muối và một muỗng bột nêm, rau cần với hành và ớt. Bây giờ mình bắt tay vào làm. Trước tiên mình bắt một cái chảo nước nóng lên, mình rửa miếng chả cá trước các bạn. Tại vì chả cá này hút chân không mà người ta đã có chiên qua rồi. Mình muốn ăn mình phải rửa cho sạch lại dầu mỡ nha các bạn. Dầu mỡ để lâu. Mình rửa sạch dầu mỡ miếng chả cá này rồi mình xắt ra ha. Rồi trong khi mình chờ nó sôi lên thì mình xắt trái thơm này, xắt nửa trái thơm này mình ướp trước. Thơm nó cũng đã ngọt sẵn rồi, mình ướp vô đây một chút xíu đường, một ít muối và một ít bột nêm trước nha các bạn. Mình sóc lên rồi để đây. Bây giờ mình vớt cá ra nè, vớt cá ra mình sắc tiếp, mình rửa lại nước lạnh mình cho nó ra mỡ hết nha các bạn. Đây là mỡ chiên, dầu chiên của người ta nè, ăn rất là độc. Bây giờ bắt cái chảo lên cho vô chút xíu dầu nha các bạn, không cho nhiều. Con mình nó không chịu ăn dầu mỡ nhiều, không chịu ăn gia vị nhiều. Thì hôm nay mình làm theo ý của nó nha. Một chút xíu hành thôi, bỏ vô cho nó thơm. Ở nhà mình ăn uống hơi khó nha các bạn. Đổ thơm vô riêng trước. Thơm là mình có ướp chút xíu đường với muối rồi, và bản thân thơm nó cũng đã ngọt. Riêng một lúc nha. Riêng cho thơm nó trong lại, bỏ chả cá vô. Cái chén gia vị hồi nãy còn lại mình cho vô một chút xíu tương ớt nha các bạn, cho nó có độ sánh và độ cái màu nó đẹp. Một muỗng dầu hào. Dầu hào hết rồi nè. Dầu hào này, dầu hào cay. Đổ nước vô ha. Cho chút xíu nước vô nha các bạn. Thơm mình cũng đã xào dầu dạo rồi, mình bỏ cá vô mình xào chung nè. Cho nó hòa quyện với thơm. Tối rồi nãy mình làm, mình dần bỏ vô luôn nha các bạn. Rồi mình bỏ cho nó thấm vô. Chả cá kho thơm. Rồi để lửa nha, để lửa lên một lúc nè, cho nó sôi, nó hòa quyện giữa thơm và cá nêm lại. Mình cũng thấy vừa ăn đó các bạn, rất là vừa luôn. Nhà mình thì được bớt dầu, bớt đường, bớt mỡ, bớt muối, mình làm đồ ăn nó cũng hơi khó khăn nhưng mà ăn vô thì nó lành.
Giá cá mình nó cũng thấm rút hồi nãy giờ rồi nè các bạn, rất là ngon luôn. Bây giờ mình cho vô ớt nè, và hành, ngò, cần. Món chả cá thu kho thơm của chúng ta đã sẵn sàng rồi đó. Xin mời các bạn nha.